Hello, chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Phúc Thiên Vlog của mình nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nào mới vô nghề với chưa biết nghề cái hình thức mà cắt ngàm của cây chữ T nha các bạn. Cắt ngàm cây chữ T của nhôm sinpha nha các bạn nha. Vô khung bao để chi hãm, chi ô chốt ra nha các bạn. Nói chung là ngày mới thì chúc cho các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc nha. Các bạn xem video của mình thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ mình để mình có động lực mình làm những video mới nha các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ không nói vòng vòng sàm sàm nữa, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn cách mà lấy mực cắt ngàm sao mà để đưa vô được cây khung bao của nhôm sinpha nha, để mà chia hãm ra nha các bạn. Đây là cây chữ T nè các bạn đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ cắt bằng tay nha các bạn nha, chứ đây cắt bằng máy cắt nhôm á. Còn bạn nào có điều kiện thì các bạn mua cái máy phay đố đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình lấy mực, hướng dẫn các bạn lấy mực và cắt ngàm nha. Rồi thì đây là cái chữ T nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy mực làm sao để mà cắt cái ngàm mà để mà ôm vô trong cái cây khung bao của cửa đi mở nhôm sinpha nha các bạn nha. Đó thì đây là cây chữ T nè đó. Rồi thì mình lấy mực á, mình lấy cái mặt bự đây nè, mình lấy cái mặt bự đây, từ cái đây vô là các bạn lấy đúng 3 phân nha, từ mặt ngoài kéo thước vô là 3 phân đó. Còn ở trên đây á, trên cái đầu nhỏ đây nè, thì các bạn móc thước vô cho mình là 1 phân 1 nha. Tới đây là mặt tiền là 1 phân 1, cái này sau lưng nè, cái bảng bự đây là sau lưng, thì các bạn móc vô cho mình là 3 phân. Rồi bây giờ mình sẽ lấy mực, rồi mình quay lại vòng nữa cho các bạn xem nha. Thì đây, thì sau khi mình lấy mực xong này nha các bạn, thì cái mặt này thì mình lấy mực kiểu vậy, mình lấy từ đây vô trong cái mực là 1 phân 1. Mình làm gần đường nó hơi ồn á, mong các bạn thông cảm cho mình nha. Thì ở đây mình quay gần vô cho các bạn dễ thấy nè. Rồi sau lưng này cái bảng bự thì các bạn lấy cho mình móc đầu vô là 3 phân, lấy vô 3 phân. Còn cái ở mặt trước thì lấy cho mình 1 phân 1 đó. Xong rồi các bạn đưa vô trong cái máy đó, các bạn đưa vô cái máy để cắt cái mặt lớn trước nha, cắt cái mặt lớn này trước nè đó. Mình đưa vô mình cắt làm sao mà nó vừa qua khỏi cái đó, nó qua khỏi cái gờ đây thôi, ăn từ cái mặt vô cỡ tầm 5 ly được nha các bạn. Đó, từ cái mặt tiền này vô cỡ 5 ly, từ đây vô đây 5 ly nè. Thì nó trong cái cạnh này là nó ở trong cái mặt tiền, cái này với là cái này, các bạn cắt mặt tiền với mặt sau sao cho đẹp là được. Còn ở trong này á, là khi các bạn mà nó ăn phạm 1 ly 2 ly thì nó nằm ở trong kiến dưới đi nẹp, mình bóp nẹp vô là cũng không ai thấy nha các bạn. Đó, rồi nói chung là các bạn cắt làm sao mà cho nó đừng có phạm nhiều quá đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành mình cắt cho các bạn xem nha. Đó, các bạn cắt như vậy nè đó, nó ăn vô như đây thôi đó. Rồi sau đó là các bạn sẽ đưa vô máy, các bạn cắt đây nè, em nguyễn ra cho các bạn dễ thấy. Đây các bạn, tại vì mình chưa cắt, mình quẹt cái mực trước cho các bạn dễ hiểu. Đó là cắt theo cái đường này vô đó, để lấy cái mặt bự này bỏ, mặt cắt đây bỏ nha đó. Mặt cắt mà lấy dấu ít là mình cắt bỏ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cắt cho các bạn xem. Đó, các bạn cắt đây như vậy nè đó. Còn cái mực đây nè, cái mặt trước đây nè, các bạn cắt làm sao á, các bạn không có cắt cái mặt này, các bạn lật úp như vậy luôn, các bạn cắt xuống nữa nè
đó. Nhưng mà các bạn cắt từ cái mực đây nè, các bạn cắt vô, cắt cho nó vô thụt lui vô lại là ra lại. Cái này ví dụ như một phân mốt đúng không, từ đầu đây móc vô phân mốt thì các bạn cắt làm sao còn cắt 8 ly thôi, còn để lại 3 ly, từ cái mực này còn lại 3 ly nha. Bây giờ mình cắt rồi mình đưa cho các bạn xem nha. Thì các bạn cắt á, cắt tới chỗ đây thôi nha các bạn, cắt tới ngay chỗ cái đây nè, cắt tới cái mí đây thôi nha. Các bạn đừng cắt âm qua đây là nó khi các bạn ráp khung lên nó hở, người ta nhìn thấy hở nó xấu nha các bạn. Cắt làm sao vừa tới cái cạnh này thôi nè, đó cái cạnh vuông đây thôi nè. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cắt cho các bạn xem nha. Thì để các bạn cắt cái máy này xuống mà nó không ăn phạm bên ngay chỗ cái đây, khi mà các bạn cắt xong nó thành phẩm nó sẽ như thế này. Mà các bạn cắt liên nhớ là lưu ý là không có cắt cho nó phạm qua bên cái đầu nhọn này nha các bạn. Đó, đó cắt sao mà vừa bằng cái góc vuông này thôi nè. Đó, khi các bạn ghép vô nè, đó thì các bạn ghép vô, khi các bạn cắt không có phạm qua bên đây á, thì nó sẽ không có thấy cái độ hở. Đó, các bạn cắt vừa tới thôi là khi các bạn ráp vô á là nó sẽ vuông vức như vậy, nó sẽ rất là đẹp. Đó, đó mặt tiền dưới mặt sau là khi mà nó ghép ráp vô nó sẽ vuông vức như vậy, nó sẽ rất là đẹp. Còn ở trong đây á là ví dụ như là nếu mà ở trên cái hãm á thì có hở thì người ta cũng không có thấy, nhưng mà ở dưới nè, ở dưới khi các bạn mở cửa ra nếu các bạn cắt hở quá thì người ta nhìn ở dưới nhìn lên nó sẽ rất là xấu nha. Ở nên các bạn cắt làm sao được phạm chừng cỡ 1 ly 2 ly thôi, đừng có phạm nhiều quá nó xấu nha các bạn. Mà lưu ý là chỉ mặt tiền dưới mặt sau là cắt vừa đúng thôi, không có được phạm. Đó thì đây thì mình lấy cái máy cắt tay nè, đó mình cắt vô cho nó vừa đụng cái mực nè. Đó, cắt hai bên, cắt vừa đụng cái mực thôi, rồi bắt đầu mình đưa vô cái máy này mình cắt xuống là nó sẽ không bao giờ nó đưa vô máy mình cắt xuống, nó không bao giờ nó sẽ bị phạm vô cái nhôm ngay cái đầu đây nha các bạn. Rồi bây giờ đó, khi các bạn cắt vô tới cái mực này nè, bạn cắt vô tới cái mực rồi nè, đó thấy không các bạn, thấy không, thì khi các bạn lật lại các bạn đưa vô máy á là các bạn cắt từ cái mực 1/1 đây, các bạn cắt giật vô 3 ly rồi các bạn cắt xuống. Các bạn cắt mấy cái khúc này các bạn cắt cho nó kỹ tí xíu nha các bạn, tại vì cái mình không có máy phay thì mình làm bằng tay thì mình phải làm chậm tí xíu, chậm mà chắc nha. Đó, chứ các bạn làm vội quá thì nhiều lúc nó không có vuông vức, nó không có đẹp nha, nó không xiết sao nha. Đó, sau khi mình cắt xuống nó sẽ như vậy nè. Đó, thấy chưa các bạn, thấy chưa? Đó, đó. Đó, nó hơi chói xíu các bạn thông cảm nha. Rồi đó, thì sau khi các bạn cắt từ cái mực các bạn cắt lui lại nó còn 3 ly mực nè. Đó, tại sao mình cắt còn để lại 3 ly mực này thì bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu nha. Đó thì đây, cái này là cái đầu cắt mình cắt trước rồi nè, cái ba cái khi lát nữa mình chừa cái này xong á mình sẽ gọt cái gờ đây nè, cái gờ đây vô là qua khỏi cái mực cỡ nói chung từ cái đầu này vô lên 5 ly nha các bạn, vô tới cái mực cũng được nhưng mà phạm qua chừng cỡ 1 ly 2 ly để cho mà nó có mình đưa vô nó khỏi bị ví dụ như mà các bạn cắt mà còn dư là nó sẽ đợi cái đố chữ T của mình nó ra vậy nó hở nha, thà nó phạm vô 1 ly đó, nó phạm vô 1 ly như vậy nè, thấy không, thì nó xiết sau nè, mặt trước mặt sau nó xiết sau nè. Đó đó thì mình không có cắt hết. Nếu mình cắt hết thì khi các bạn ráp vô nè, khi các bạn cắt cái đầu xong rồi các bạn cắt hết á là nó không khỏi cần cắt cái ngàm này, không cần mổ cái ngàm như vậy, không cần mổ cái ngàm như vậy thì cắt xuống thì nó sẽ thấy cái độ hở đó, nên mình chừa lại 3 ly mình chỉ cắt ngay vô mấy cái gờ đây thôi. Đó là mình đưa vô là nó xiết sau
đó, phía sau người ta không có thấy cái độ hở ở dưới cái cạnh đây đó. Bây giờ mình sẽ cắt cho các bạn xem nha. Thì đây, sau khi mình cắt xong rồi này các bạn đó, thì hồi nãy mình lấy mực á để mình lấy nét ha nha các bạn. Thì hồi nãy mình lấy mực nè, mình lấy mực vô 1/1 mà mình hơi cắt nó qua cái mực 1 ly á đó, nên bây giờ mình ráp vô nó hơi hở ngay chỗ cạnh đây xíu nha các bạn. Giờ mình đưa vô cho các bạn xem nè. Đây là cây khung bao nè, mình đưa vô nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, nó hơi hở là cho mình cắt phạm vô 1 ly nè, nên cái đường ngay chỗ đây nó hở nè. Còn mấy cái đây thì là ok hết rồi nè. Đó, mặt bằng rồi là ok hết. Chỉ có cái mực đây nè các bạn cắt sao mà nói chung cái này á là người ta nhìn vô, người ta cái mặt tiền nhìn vô người ta thấy xấu, nó hở nha các bạn. Đó, như kiểu vậy là không được nè. Đó, nên các bạn cắt á cái mực bạn lấy vô 1/1 thì các bạn lấy cắt vô cần cỡ 1 phân thôi, phân hay 9 ly thôi. Ví dụ như mà nó có hơi đỡ này ra, nó hở ở trên này nè, nó hở ngay chỗ đây nè, thì các bạn rà thêm tí xíu nữa, chứ các bạn mà rà phạm vô 1 ly đó như mình ly đây là nó bị hở nè, thấy chưa đó, nên các bạn rút kinh nghiệm lại đó là cắt cho, ví dụ như lấy mực vô 1/1 đi, thôi 1/1 thì mình rà vô chừng cỡ là 9 ly thôi. Đó, khi nào không được thì các bạn rà tiếp tí xíu nữa. Đó, còn mặt sau nè, mình quay ra mặt sau cho các bạn xem nè. Mình quay gần cho các bạn xem, các bạn giờ hiểu nha. Đó, mặt sau ôm xíu sau luôn. Không? Đó, ôm xíu sau luôn nè, không có hở gì hết nè. Các bạn lấy vô 3 phân, các bạn cắt để mực lại. Các bạn đừng cắt mất mực nha. Nếu bạn cắt mất mực thì nó cũng hở nó nha. Tại do mình lấy cây búp lông đó, nên mực nó hơi lớn. Thì các bạn rút kinh nghiệm nha. Đó, cắt cái để mực lại nha các bạn. Đó, này ở sau nè, rồi ở trước nè, đó thấy không, nó rất siết sao đó, mình không có đẩy gì hết nha, mình để tự nhiên cho các bạn xem luôn nè, nó rất siết sao luôn nè. Thì các bạn lấy á, mình quay xuống dưới cho các bạn xem nha. Đó, cái cửa đây, ví dụ các bạn lấy cái cửa lên, các bạn chia hãm ngay chỗ đây, đúng không? Đó, các bạn chia hãm cửa lên tới đây, thì các bạn chia hãm ra. Nhiều lúc cái cửa cao quá các bạn không có muốn làm lên tới khung bao, thì các bạn làm tới đây, ví dụ mình làm nói ví dụ làm tới 2 mét đi, thì còn lại ví dụ cửa này 2,5 mét, khung bao cũng vì 2,5 mét, các bạn làm cánh là 2 mét, còn lại 50 thì các bạn phải sử dụng cái chữ T này đó, để các bạn chia cái hãm ra đó, các bạn chia cái hãm ra, chia cái hãm ra để ở trên đây là các bạn bắt kiến ô chết nè, còn dưới là cánh nè, mở ra mở vô nè. Rồi thì video này mình chỉ hướng dẫn cho các bạn cách mà lấy mực đó, lấy mực cây chữ T của con nhôm sinh pha nha. Đó là các bạn cắt lấy mực bao nhiêu thì các bạn xem hết video, như lúc đầu mình đã nói, các bạn lấy mực, các bạn xem hết video là các bạn sẽ làm được nha các bạn, bảo đảm 100% là các bạn sẽ làm được. Thì ở đây á, cái này á, thì các bạn cắt máy nè đó, còn khi mà các bạn cắt cái đầu đây á, thì các bạn chịu khó lấy cái máy cắt tay á đó, các bạn cắt ngay cái góc này vô 1 phân, bên đây vô 1/1 cũng được đó, vô 1/1 từ cái đầu nhọn này vô 1/1 nha. Đó, còn khi mà các bạn cắt cái này á, cắt cái miếng bự đây bỏ rồi á, thì các bạn cắt chừng 1/1 là cái đầu đây, thì các bạn cắt cái này 8 ly thôi, cắt cái đường này 8 ly xuống nè, xuống tới cái đầu đây là các bạn chừa lại 3 ly nè. Đó, rồi các bạn mổ ngay chỗ mấy cái gờ nè, mổ này ngay chỗ gờ, 2 gờ đây, thì các bạn mổ vô. Ở trong đây thì mổ, ở trong cái hẻm này thì các bạn mổ vô nó phạm 1 ly 2 ly cũng được. Còn cái mặt tiền đây á, ví dụ lấy từ đầu vô 1/1 thì các bạn ra cắt vô từng cỡ tầm 9 ly thôi nha các bạn. Đó, 9 ly thôi. Ví dụ như mà các bạn đưa vô mà nó
nó chưa có, nó còn đẩy ra cái chỗ này nó còn hở, thì đẩy ra mà cái chỗ này nó còn hở thì các bạn ra thêm một cái xíu nữa là nó sẽ đẩy tự động, nó đẩy mũi nhọn vô nha. Đó, còn ở đây mình cắt hơi phạm vô một ly rồi đó, nó hơi hở hai bên mặt tiền đó, thì ở đây các bạn lưu ý dùm cho mình chỗ đó nha. Còn các bạn mà chưa hiểu cái gì thì mình nói mình làm nãy giờ mà các bạn chưa hiểu chỗ nào thì comment cho mình để mình hướng dẫn cho các bạn làm nha. Thì ở đây video này mình chỉ hướng dẫn cho các bạn nào mà mới vô nghề với chưa biết nghề thôi, còn các bạn nào đã là thợ thì thông cảm cho mình. Các bạn là thợ rồi các bạn làm, các bạn mua máy về các bạn làm thì nó chính xác hơn, còn mình làm bằng tay thủ công nên nó hơi hơi ấy tí xíu, nhưng mà không sao, mình làm kỹ một cái xíu thì nó sẽ ok nha các bạn, không cần phải mua máy. Tại vì các bạn mới ra nghề, các bạn chưa có máy móc thì các bạn làm thủ công đó như trong video này. Còn nếu mà các bạn đã mua máy rồi thì cái video này đâu có ý nghĩa gì với các bạn đâu, các bạn đưa vô máy các bạn phay cái là xong. Còn cái cách mà để các bạn để mình quay gói máy gần vô nha các bạn, rồi đây mình ví dụ khi mà các bạn muốn đo cái chữ T này cắt làm cái cửa, ví dụ như mình nói ví dụ chiều ngang cái cửa của các bạn là 1 mét đi, ví dụ nha, 1 mét. Rồi chiều cao thì mình không cần biết, chiều cao các bạn muốn cho cái cửa người ta bao nhiêu thì các bạn làm thì như vậy thì cắt như vậy thôi. Còn cái cách mà để các bạn đo cái hãm, đo cái cây chữ T này để làm thành cái hãm á, thì các bạn đo lọt lòng ở đây nè. Đó, sau khi các bạn lên cánh xong rồi á thì các bạn đo lọt lòng ở trong cái mương trong đây nè, ở cái cạnh đây nè. Đó, đo cạnh này qua bên cạnh này nha. Đó, qua cái cạnh này đó, rồi các bạn cắt ngang ra, cắt ngang ra xong rồi sau đó các bạn mới lấy mực như trong video, rồi các bạn cắt hai đầu xong rồi các bạn đưa vô thôi. Đó nè, mình cắt nè, rất siết sao luôn nè, thấy không? Đó, ở dưới nó cũng sát mà ở trên nó cũng sát nè. Đó thì các bạn bắn dít vô là nó rút vô nó càng sát nữa, chỉ là mình cắt cái này hơi bị phạm vô cỡ một ly á nên nó tại do mình cắt mất mực á. Các bạn cắt nhớ cắt để mực lại với lại cái từ cái đầu đây lấy vô 1/1 thì các bạn cắt 9 ly cho mình. Đó, ví dụ như mà cái bạn cắt 9 ly mà cái này cái mình đưa vô cái này nó chưa sát á thì các bạn rà thêm xíu nữa là nó tự động sẽ đẩy vô. Đó, vậy thôi. Rồi video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video mình hay và ý nghĩa thì để lại cho mình một like. Ừ, còn cái này nữa chứ mình quên chưa bổ sung cho các bạn. Có nghĩa là khi các bạn cắt cái chữ T này xong á là cái chữ T này là các bạn làm hai cái đầu. Các bạn cắt hai đầu nha. Đó, nó hai đầu như vậy nè. Thì các bạn cắt bên đây một khúc. Các bạn cắt bên đây một khúc. Đó, để mà các bạn lấy cái đầu đây để các bạn đưa vô các bạn khoan á, các bạn khoan để các bạn bắt ốc á. Chứ không phải là các bạn làm một đầu đâu. Tại một cái ốc nè, khi mà hai con ốc đây nè. Đó, con ốc đây với con ốc trên á. Thì các bạn bắt bên này thì các bạn khoan bên này. Còn khi các bạn bắt bên này thì các bạn phải khoan bên này. Chứ cái này không có đưa qua đây được nha các bạn. Đó, như các bạn đưa qua là bị lỗ nó bị chặt nè. Đó, một cái lỗ bên đây, một cái lỗ bên đây, thấy không? Đó, hỏi bên nào thì các bạn cắt đầu bên đó các bạn khoan. Đó, các bạn chú ý chỗ đó cho mình nha. Rồi, thì video của mình xin đến đây xin kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video mình hay và ý nghĩa thì để lại cho mình một like. Còn các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.